Trong những ngày nghỉ lễ này, hầu hết các khu du lịch từ Bắc vào Nam đều rơi vào cảnh quá tải. Không ít người còn tổ chức ăn nhậu ngay trên bãi biển và để lại những bãi biển ngập rác. Nhìn những hình ảnh do các đồng nghiệp của chúng tôi ghi lại sau đây thì tôi tin rằng nhiều người sẽ phải rùng mình. Tại bãi biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định, người lớn trẻ nhỏ chen chân đứng trên rác. Vỏ chai, túi ni lông, rác thải sinh hoạt, bèo tây, thùng xốp theo sóng biển trôi giạt khắp bờ biển. Nước dâng lên cao có thể quan sát thấy màu nước đen ngòm và vô số rác rưởi xô vào bờ. Trẻ em chơi đùa trên bèo tây và các loại rác thải. Còn tại bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng, tình trạng quá tải khiến trên bãi biển tràn ngập rác do người dân mang xuống đồ ăn để nhậu và xả rác tại chỗ. Hàng vạn người đã đổ về bãi biển Cồn Vành ở Thái Bình để nghỉ dưỡng khiến cho bãi biển ngập đầy rác bởi nhiều khách đã vô ý thức không gom rác để vứt đúng nơi quy định mà tiện đâu vứt đó. Còn tại bãi biển Vũng Tàu, Mũi Né, Phan Thiết, Thanh Hóa, ý thức về bảo vệ bờ biển của người dân vẫn chưa cao, rác thải ngập trên bờ biển, nhiều người dân hồn nhiên xả rác ngay tại chỗ. Lại thêm một câu chuyện mà chúng ta cứ nói đi, nói lại, nói tái, nói hồi trong mọi dịp nghỉ lễ. Thế mà tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn từ năm này qua năm khác. Khắp các bãi biển từ Nam chí Bắc thì đâu đâu cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng rác thải tràn ngập. Qua những hình ảnh này thì rõ ràng là lâu nay người ta cứ đi tìm các tác nhân gây ô nhiễm môi trường biển. Nhưng chúng tôi thấy rằng cần gì phải tìm ở đâu xa, chính con người đang đóng vai trò quá lớn làm ô nhiễm biển. Vài năm như thế này, tình trạng ý thức không được cải thiện thì làm gì còn những bãi biển, những vùng nước biển sạch sẽ nữa, nhất là khi phần nhiều những rác thải này lại là túi ni lông, các vật liệu khó phân hủy sẽ gây hại cho môi trường rất là lâu dài. Vâng, đúng như vậy, không chỉ ở biển đâu mà ở trên rừng cũng thế chị Trang ạ. Ví dụ như là ở Đà Lạt chẳng hạn thì cũng xảy ra một tình trạng tương tự. Rồi các công viên lớn ở giữa thủ đô Hà Nội như là công viên Yên Sở, nơi nhiều gia đình đến cắm trại, rác cũng vương vãi khắp nơi. Câu chuyện về ý thức người dân tại những điểm công cộng có vẻ là một câu chuyện dài, mãi vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên, bên cạnh ý thức kém của một bộ phận không nhỏ người dân thì có cảm giác như là số lượng thùng rác bố trí tại các địa điểm công cộng này cũng không đủ để chứa hết rác thải. Như chúng ta có thể nhìn thấy trong những hình ảnh này, nhiều thùng rác đã đầy ứ, rác tràn cả ra ngoài. Nên chăng trong những dịp nghỉ lễ dài ngày thì các cơ quan chức năng, công ty môi trường đô thị cũng nên dự liệu được trước số lượng người tăng đột biến để từ đó bố trí thêm thùng rác. Như vậy thì sẽ hạn chế bớt những hình ảnh không đẹp như thế này.